đang quay trở lại với phần 2 của chương trình tin tức tổng hợp. Tiếp theo sẽ là bản tin về việc cháy rừng ở Hawaii như một ngày tận thế, làm thiệt mạng 36 người và tàn phá một phần của đảo Maui. Ít nhất 36 người đã bị thiệt mạng sau khi cháy rừng tàn phá phần lớn của thành phố nghỉ mát Lahaina trên đảo Maui của bang Hawaii, Hoa Kỳ. Chính quyền quận hạt Maui cho biết trong một tuyên bố vào tối ngày thứ Tư ngày 9 tháng 8, nhiều khu dân cư đã bị thiêu rụi khi vùng phía tây của hòn đảo gần như bị cắt đứt. Chỉ còn một con đường vẫn đi lại được và hàng nghìn người phải sơ tán. Cùng lúc, các quan chức nhận được thông tin là thành phố Lahaina, bến cảng của thành phố và các khu vực xung quanh đều bị tàn phá trên diện rộng. Một số người bỏ chạy ra biển để thoát khỏi khói lửa. Chúng tôi vừa trải qua thảm họa tồi tệ nhất mà tôi từng chứng kiến. Toàn bộ Lahaina bị thiêu rụi. Tình hình giống như ngày tận thế. Mason Futravi là một cư dân của Lahaina, người đã chạy thoát khỏi thành phố, cho biết như trên. Các quan chức cũng cho hay gió từ cơn bão Dora cách xa hàng trăm km về phía tây nam đã thổi bùng lửa trên khắp tiểu bang. Các quan chức của quận hạt Maui nói rằng các nỗ lực chữa cháy vẫn đang diễn ra, trong khi các nhân viên cứu hỏa đang chiến đấu với ba đám cháy lớn. Miền Tây của Maui đã bị phong tỏa đối với tất cả mọi người, ngoại trừ nhân viên cấp cứu và những người đi sơ tán. Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản, Úc đã tiến hành tập trận hải quân Malabar gần Úc lần đầu tiên. Ấn Độ, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Úc sẽ tiến hành cuộc tập trận hải quân Malabar ở ngoài khơi bờ biển Sydney vào ngày thứ Sáu 11 tháng 8. Đây là lần đầu tiên mà cuộc tập trận này diễn ra ở Úc. Trước đây thì nó đã được thực hiện ở Ấn Độ Dương. Các tàu hải quân Nhật Bản và Ấn Độ đã ghé vào các đảo quốc Thái Bình Dương là quần đảo Solomon và Papua New Guinea trên đường đến Sydney, nên bật tầm quan trọng chiến lược của khu vực vào thời điểm có những xích mích giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Phó Đô đốc Kha Thomas là tư lệnh hạm đội 7 của Hải quân Hoa Kỳ cho biết trong một cuộc họp báo hôm 10 tháng 8 ở Sydney rằng cuộc tập trận không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào và sẽ cải thiện khả năng phối hợp với nhau của bốn lực lượng. Sự răn đe, ngăn ngừa mà bốn quốc gia chúng tôi tạo ra khi chúng tôi hoạt động cùng nhau trong cơ chế bộ tứ là nền tảng cho tất cả các quốc gia khác hoạt động trong khu vực này, ông Thomas phát biểu. Ông nói thêm, châu Đại Dương, các quốc đảo nằm ngay phía đông bắc của Australia, tất cả các nước chúng tôi hiện đều tập trung vào các quốc gia đó. Phó Đô đốc Hải quân Ấn Độ Dinesh Tripathi nói rằng đã có những thay đổi lớn trên thế giới kể từ khi Hoa Kỳ và Ấn Độ tổ chức cuộc tập trận Malabar đầu tiên vào năm 1992 khi chiến tranh lạnh kết thúc. Ngoại trưởng Mexico hoan nghênh vụ kiện của Hoa Kỳ về phao Rio Grande. Ngoại trưởng Mexico Alicia Bárcena cho biết vào hôm thứ Năm, sau cuộc gặp với nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ Antony Blinken ở Washington, rằng Mexico rất biết ơn Bộ Tư pháp Hoa Kỳ về vụ kiện chống lại bang Texas về các rào cản nổi được lắp đặt ở sông Rio Grande để ngăn chặn người di cư. Chính phủ Texas đã lắp đặt hàng rào vào tháng trước và cho biết vào thời điểm đó, những chiếc phao sẽ giúp ngăn chặn những người nhập cư bất hợp pháp cố gắng vượt sông nguy hiểm để vào Texas. Vào ngày 2 tháng 8, một thi thể được tìm thấy mắc kẹt trong hàng rào phao do chính quyền Texas lắp đặt ở sông Rio Grande nhằm nằm giữa biên giới của Hoa Kỳ và Mexico. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vào tháng trước đã đệ đơn kiện tìm cách dỡ bỏ rào cản, lập luận rằng các phao gây ra mối đe dọa đối với hàng hải và an toàn công cộng, đồng thời gây ra những lo ngại về tính nhân đạo. Đến phần tin từ VinFast, VinFast đã sắp niêm yết trên sàn Nasdaq sau khi thỏa thuận SPAC chính thức được duyệt. Hãng sản xuất ô tô điện Việt Nam VinFast cho biết là họ dự kiến sẽ bắt đầu giao dịch trên sàn Nasdaq của Hoa Kỳ ngay trong tuần tới sau khi việc sáp nhập vào một công ty mua lại đặc biệt gọi tắt là SPAC được thông qua hôm thứ Năm ngày 10 tháng 8. Các cổ đông của công ty Black Space Acquisition có trụ sở ở Hồng Kông, một công ty xét khống đã bỏ phiếu hôm 10 tháng 8 thông qua việc sáp nhập với VinFast. Trong một tuyên bố chung với Black Spade, VinFast cho hay là họ sẽ niêm yết trên sàn Nasdaq với mã là VSFS vào đúng ngày 15 tháng 8, mã VFS hoặc là khoảng ngày đó. Các cổ đông còn lại hiện nay của Black Spade đã chuẩn thuận việc sáp nhập hôm 10 tháng 8. Trước đó thì hồi tháng 7, hơn 80% cổ đông của SPAC đã quyết định rút tiền khỏi công ty này khi họ bán lại cổ phần cho công ty gọi là thu đổi redeem. Trước khi công ty sáp nhập với VinFast,
Việc sáp nhập qua SPAC sẽ không huy động vốn mới cho VinFast, nhưng trong thời gian qua thì người sáng lập hãng là ông Phạm Nhật Vượng đã thúc đẩy việc niêm yết ở Mỹ cùng lúc với hãng sản xuất xe hơi này tìm cách mở rộng hoạt động ở thị trường Mỹ và đang xây dựng một số nhà máy ở North Carolina. Giữa căng thẳng với Trung Quốc, Tổng thống Philippines nhắm ký kết thỏa thuận hàng hải với Việt Nam. Tổng thống Philippines là ông Ferdinand Bongbong Marcos Jr. vào hôm thứ Năm ngày 10 tháng 8 vừa qua đã nói rằng Philippines mong muốn ký một thỏa thuận với Việt Nam nhằm tăng cường hợp tác hàng hải ở biển Tây Philippines là Biển Đông. Giữa bối cảnh căng thẳng đang gia tăng giữa nước này với Trung Quốc trong tuần qua, sau khi tàu hải cảnh của Trung Quốc dùng vòi rồng bắn vào các tàu tiếp tế của Philippines tại bãi cỏ mây ở Biển Đông vào ngày 5 tháng 8. Truyền thông của Philippines cho biết, trong cuộc hội đàm với đại sứ Việt Nam tại Philippines Hoàng Huy Trung, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. nói một thỏa thuận hàng hải với Việt Nam sẽ mang lại sự ổn định và giúp đối mặt dễ dàng hơn với những thách thức chung trong tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. Tuyên bố được đưa ra trong khi cuộc điện đàm chia tay với đại sứ Việt Nam sắp mãn nhiệm Hoàng Huy Trung tại Manila, theo thông cáo từ văn phòng của ông Marcos. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thỏa thuận về thỏa thuận mà chúng ta có giữa Philippines và Việt Nam. Tôi nghĩ đây là một điều rất rất quan trọng. Nó sẽ là một phần rất rất quan trọng trong mối quan hệ của chúng ta và nó sẽ mang lại yếu tố ổn định đối với các vấn đề mà chúng ta đang thấy hiện nay ở Biển Đông. Politico đã dẫn lời của Tổng thống Philippines chia sẻ như trên. Đến với phần tin, cổ động viên Hà Lan tập trung trước trận tứ kết Tây Ban Nha. Người hâm mộ Hà Lan đã có mặt từ sớm vào thứ Sáu ngày 11 tháng 8 khi họ chuẩn bị hành quân đến sân vận động khu vực Wellington và cổ vũ cho đội tuyển của họ trong trận đấu với Tây Ban Nha tại giải vô địch bóng đá nữ thế giới. Hà Lan đội đã đánh bại Nam Phi 2-0 ở vòng 16 đội gặp Tây Ban Nha ở tứ kết sau khi Tây Ban Nha vượt qua Thụy Sĩ 5-1 trong trận đấu loại trực tiếp. Đội thắng sẽ đối đầu với Nhật Bản hoặc Thụy Điển để giành một suất vào chung kết. Bản tin vừa qua cũng đã tạm kết thúc chương trình tin tức tổng hợp của ngày hôm nay của đài truyền hình IBC TV do xứ ngôn viên Trang Lương và Linh Trịnh thực hiện. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả và các cơ sở thương mại đã luôn đồng hành bảo trợ cho đài. Vâng, và xin đặc biệt gửi lời cảm ơn tới nhà bảo trợ BNT Insurance. BNT Insurance là một đại lý bảo hiểm cung cấp tất cả những hình thức bảo hiểm về xe, nhà, nhân thọ, cơ sở thương mại, bảo hiểm sức khỏe. BNT Insurance là một đội ngũ tận tâm, uy tín và chuyên nghiệp, cam kết sẽ mang lại cho quý vị những giá trị và lợi ích tốt nhất về bảo hiểm. BNT Insurance đại diện rất nhiều những hãng bảo hiểm danh tiếng như Nationwide, Farmers, Amtrak, Progressive, Safeco, Travelers và cung cấp bảo hiểm cho các tiểu bang California, Texas, Nevada, Florida. BNT Insurance có 3 trụ sở chính tại Bosa Avenue, Westminster, California. Số phone là 714-531-3100. Trụ sở thứ hai tại Gavi Avenue, Rosemead, California. Số phone là 626-999-5865. Trụ sở thứ ba tại Valley Boulevard, San Gabriel, California. Số phone là 626-570-0342. Hiện tại thì thị trường bảo hiểm đang rất biến động và giá cả leo thang rất nhiều. Quý vị xin hãy đừng ngần ngại gọi ngay cho BNT Insurance để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Trang Lương và Linh Trịnh xin cảm ơn quý vị rất nhiều và xin kính chúc quý vị một ngày thật vô lượng, an lạc.